Tú Vân Mobile xin kính chào mọi người. Sau một khoảng thời gian rất là lâu thì bên em không có iPhone 7 Plus để bán cho mọi người. Thì ngày hôm qua bên em có đi tuyển chọn và tuyển chọn được 4 cây máy iPhone 7 Plus và một cây máy iPhone 8. Máy thì đều đạt tiêu chuẩn là nguyên zin chưa bung. Tức là chưa bung, tức là chưa từng mở máy, tức là máy zin nguyên bản của nhà sản xuất, chưa động chạm gì vào bên trong mọi người nhé. Coi như là zin nguyên bản, zin hiếm có mọi người nhé. Tại sao mà bên em lại thiếu iPhone 7 Plus như thế? Mặc dù là các anh chị đã từng hỏi bên em iPhone 7 Plus thì cũng biết là bên em trả lời là không có. Tại vì cái dòng này thì nó khó kiếm máy zin mọi người. Thì hôm nay thì bên em tuyển chọn được 4 cây và một cây iPhone 8 thì bên em đăng lên để bán cho mọi người. Thì em cũng lưu ý với mọi người là tiền nào của đấy mọi người nhé. Nếu mà có bên nào đấy mà bán giá thấp hơn thì mọi người hãy xem xét lại cái thứ nhất là cái chất lượng máy, thứ hai là cái chế độ bảo hành mọi người nhé, thứ ba là những cái chính sách cam kết, rồi thì những cái chính sách hậu mãi mọi người nhé. Ở bên em thì bảo hành 4 tháng lỗi một đổi một, bao main zin, màn zin, vỏ zin, không zin tặng máy, bao đổi trong 2 ngày đầu tiên nếu mọi người không ưng ý, miễn phí ship và tặng phụ kiện mọi người nhé. Đầu tiên thì em giới thiệu với mọi người một cây iPhone 7 Plus, máy nguyên zin nguyên bản chưa bung. Máy đẹp 99 mọi người nhé. Pin của máy thì còn 81%. Đối với dòng iPhone 7 Plus, pin 81% thì vẫn còn dùng khá ok mọi người nhé. Tại vì pin của cái dòng này nó khỏe. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó là pin zin và chưa qua kích mọi người nhé. Mọi người lưu ý là cái tình trạng mà máy iPhone đã qua kích pin rất là phổ biến trên thị trường mọi người nhé. Còn những chiếc máy này là máy nguyên zin, chưa bung. Đấy, chưa bung thì chưa có khả năng kích pin mọi người nhé. Tại vì người ta phải mở máy ra thì người ta mới kích được pin. Thì thường là các đầu mối người ta sẽ kích pin sẵn để mà dễ bán. Đấy, cam sau của máy rất là đẹp mọi người nhé. Máy chưa bung cam nó rất là đẹp. Và những chiếc máy chưa bung thì dùng rất là bền. Mọi người có lỡ đánh rơi cái khả năng lỗi của nó rất là thấp. Loa thì rất là to rõ, trong trẻo. Vân tay thì rất là nhạy, nói chung là tất cả các chức năng thì nó đều đạt tiêu chuẩn. Mọi người nhé, đều đạt tiêu chuẩn tại vì nó là máy chất lượng zin nguyên bản nhà sản xuất. Đấy, máy đẹp 99, đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Máy này em để cho mọi người giá là 4.900.000. Thứ hai là một cây iPhone 8 phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình của máy thì đẹp 99 đến kem mọi người nhé. Đẹp rất là xuất sắc. Đẹp hầu như không tì vết gì cả. Máy nguyên zin chưa bung và viên pin của máy còn 87%. Nói chung là em thấy dùng vẫn còn khá là tốt. Đấy, cam của máy rất là đẹp mọi người nhé. Màn trong vắt không ám ố một chút nào. Máy này thì em để cho mọi người giá là 4.800.000 mọi người nhé. Thứ ba là một cây iPhone 7 Plus phiên bản quốc tế 128GB. Máy màu đen bóng, nói chung là dạng máy hiếm mọi người nhé. Cái màu này thì nó khá là hiếm. Máy đẹp 99 mọi người nhé. Đấy, tại vì nó có một cái chấm nhỏ đây. Đấy. Chấm nhỏ đây mọi người nhé. Chấm nhỏ đây, chấm nhỏ chóc sơn. Nói chung là mua máy zin ấy thì mọi người không nên để ý những cái chóc sơn này là những cái xước nhẹ mọi người nhé. Tại vì máy zin thì thể nào nó cũng có một cái vết gì đấy. Nên là bên em chỉ báo 99 thôi mọi người nhé. Nếu mà mọi người có nhu cầu mà mua những chiếc máy mà nó đẹp đẹp một cách kiểu như đeo nó đẹp như mới ấy, thì mọi người chỉ có mua máy mới hoặc là mọi người mua máy lên vỏ thôi mọi người nhé. Cây đây thì pin của máy còn 77%. Đấy là máy zin nguyên bản, chưa qua động chạm gì. Đấy. Pin còn 77%, chưa qua kích pin mọi người nhé. Đối với cái máy này thì em thấy là pin của máy qua kiểm tra thì em thấy vẫn dùng được. Đấy, chứ không phải là không dùng được. Tại vì pin theo máy thì dù sao nó cũng có cái chất riêng mọi người. Thì máy này thì bên em vẫn sẽ tặng cho mọi người một viên pin mọi người nhé. Và pin bên em tặng là pin chính hãng, pin chất lượng, pin dung lượng cao mọi người nhé. Máy này thì giá bên em để cho mọi người là 5.500.000 mọi người nhé. 5.500.000.
Tiếp theo là một cây iPhone 7 Plus phiên bản quốc tế 128GB. Máy màu vàng gold. Máy này thì đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Đẹp hầu như là không có tì vết gì cả. Máy nguyên zin nguyên bản, chưa bung. Pin của máy thì còn 78%. Đối với chiếc máy này thì bên em cũng sẽ tặng pin mới mọi người nhé. Còn mọi người có thể là yêu cầu bên em thay pin luôn. Nếu mà thay pin luôn thì bên em sẽ có video quay lại cái quá trình thay pin và cái lần mở máy lần đầu tiên mọi người nhé. Mọi người lưu ý là ở trên thị trường hiện tại thì em chưa thấy cái đơn vị nào mà có thể cung cấp được cho khách hàng video mở máy lần đầu tiên mọi người nhé. Có thể là người ta cung cấp được cái video mà mở máy ở bên trong là zin nguyên bản. Đấy, nhưng mà mở máy lần đầu tiên thì nó lại khác, hầu như là không bên nào cung cấp được mọi người nhé. Và những cái chiếc máy này thì nếu mà thay pin thì bên em sẽ cung cấp cho mọi người cái video lần đầu tiên mở cái chiếc máy này luôn. Đấy, máy này thì bên em sẽ tặng pin khi mà bán máy cho mọi người nhé. Máy này em để cho mọi người giá là 5.600.000 mọi người nhé. Máy nguyên zin nguyên bản, chưa bung mà ở cái mức giá đấy thì rất là rẻ. Rất là rẻ mọi người nhé. Những chiếc máy này thì bên em cũng thử chào bán xỉ mọi người ạ. Cho các cửa hàng thì hầu như là người ta không nhập được cái loại máy này, mà người ta chỉ nhập được những cái loại máy mà ví dụ như thế là máy đã qua spa, tức là đã qua thay vỏ, ép kính đấy, những cái loại máy đấy thì rẻ hơn rất là nhiều. Và những cái chiếc máy thì nó chỉ là men zin màn zin nhưng mà có thể là cam thay, nói chung là người ta chỉ báo là men zin màn zin thôi đấy. Thì những cái chiếc máy đấy thì người ta nhập với cái mức giá so với những cái chiếc máy như thế này thì nó rẻ hơn khoảng 500 mọi người ấy. Đấy, mọi người lưu ý là cái giá nó khác hẳn. Và nếu mà có máy zin ấy thì người ta nhập người ta không được đẹp như thế này đâu. Nên là giá tại sao người ta nhập rẻ như thế. Và em chào bán những cái chiếc máy như thế này cho người ta rất là khó. Nó không được đẹp đâu mọi người ạ. Có thể là nó có cấn nhẹ, là nó có xước. Nói chung là máy như thế thì nó chỉ đạt tầm độ khoảng 90% thôi, 90-95% thôi mọi người. Đấy, thì tại sao mà người ta nhập rẻ như thế mà em chào bán cho người ta những cái chiếc máy như thế này thì cả cái vùng này không bán được cho ai mọi người. Đấy, tìm ra một người bán máy chất, em nghĩ là mình bán cao hơn, nhưng mà mình sẽ tìm ra một cái cửa hàng nào đấy bán máy chất. Đấy. Và mình có kinh nghiệm, đấy, có bí quyết để mà nhìn ra những cái chiếc máy nó chưa bung. Thì em sẽ cung cấp được cho người ta, nhưng mà cả cái vùng này em không thấy một ai mà bán cái loại máy như em. Thật sự luôn. Và ở trên thị trường thì em khẳng định với mọi người rất rất là hiếm mọi người nhé. Hầu như là không có. Bán những cái loại máy mà chưa bung như thế này, hầu như không có mọi người nhé. Cây tiếp theo là một cây iPhone 7 Plus phiên bản quốc tế 256GB mọi người nhé. 256GB thì khá là hiếm. Máy này đẹp keng, đẹp xuất sắc, đẹp không tì vết mọi người nhé. Máy nguyên zin chưa bung. Pin của máy thì còn 75%. Máy này thì bên em cũng tặng pin mới cho mọi người nhé. Giá bên em bán cho mọi người là 5.900.000. Thật ra ba cây này pin đều dưới 80%, nhưng mà qua kiểm tra thực tế thì em thấy là pin dùng vẫn còn khá là tốt mọi người nhé. Thì đối với ba cây này thì bên em sẽ tặng pin. Thì mọi người có hai lựa chọn. Thứ nhất là yêu cầu bên em thay pin luôn cho mọi người, thì bên em sẽ có video chứng minh là máy mở ra lần đầu tiên mọi người nhé. Đấy, mọi người lưu ý là mở ra lần đầu tiên nó khác hẳn so với mở ra lần thứ N mọi người nhé.